xin chào và ngày hôm nay giới thiệu về cách để mình có thể là có một cái nợ tín dụng để mình sử dụng trước. Và đây là mình mở thẻ tín dụng. Nhưng mà theo thông thường á, nếu như mà theo cái cách thông thường mà mình mở thẻ tín dụng á, thì mình cần có một số cái yêu cầu sau đây. Đầu tiên là bạn phải có mức lương là đâu đó là khoảng dưới trên 3 triệu. Thứ hai là bạn phải có một cái cửa hàng kinh doanh có giấy phép kinh doanh. Đó, thì đó là cái hợp thức hóa để mình có một cái thẻ tín dụng, hoặc là bạn có một cái sổ tiết kiệm để bạn gửi vào ngân hàng. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái dịch vụ này mình giới thiệu á, thì mình nó vẫn có những cái dịch vụ đó, nhưng mà mình vẫn có một cái cách khác để mình có những cái nợ tín dụng để có thể là mình sử dụng trước và mình trả tiền sau. Thì cái thẻ tín dụng thì bạn biết rồi đó, thì mình có thể là ví dụ như bên ngân hàng cấp cho mình là cái nợ tín dụng bao nhiêu thì mình có thể sử dụng với cái hạn mức đó, và sau một khoảng thời gian nhất định thì mình sẽ hoàn cái tiền đó lại và mình có thể là tiếp tục sử dụng cái tiền đó. Nếu như bạn làm MMO á, bạn dùng tiền để bạn chạy quảng cáo dạng đầu tư á, thì ví dụ như một đồng mình bỏ ra bao nhiêu thì mình thu lại bao nhiêu. Nhưng mà một số cái net của MMO Việt Nam thì sau một tháng thì hoặc là 45 ngày thì mình mới nhận được số tiền đó. Cho nên thì ví dụ như tiền bạn bỏ ra thì bị âm, cho nên là cái thẻ tín dụng này á, mình cũng có thể là mình dùng cái số tiền đó để mình sử dụng trong cái việc mà mình làm MMO và mình có thể là thu về. Thì thẻ tín dụng thì sau 45 ngày bạn sử dụng thì mình không có trả phí. Và dịch vụ này mình muốn giới thiệu là ngân hàng trực tuyến mang tên Timo. Và đây là cái dịch vụ mà mình mới đăng ký, và mình hỏi rất là kỹ cái nhân viên của cái ngân hàng này. Và khi đăng ký thì bạn được 50.000. Nhưng mà hiện tại bạn đăng ký hình như là mình nghe nói là được 100.000 lận, chứ phải 50.000. Và số tiền này mình dùng để mình mua cạc điện thoại cũng được. Và một xíu phần tiếp theo á, mình sẽ nói kỹ về cách mà tại sao mình có một cái tín dụng trong đây sau 3 tháng ha. Thì đầu tiên thì bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản, mở một cái thẻ bình thường trên Timo, đó là ngân hàng trực tuyến. Và mình có để cái đường link của cái mở thẻ này đó, bạn click vào đường link ở dưới á, thì nó đến cái trang này và bạn đăng ký. Lưu ý là đây là một cái thẻ, cho nên là mình phải đăng ký những thông tin chính xác như là số chứng minh nhân dân, bởi vì mình đăng ký rồi mình không có đăng ký lại được. Mình giới thiệu ha, số chứng minh nhân dân mình bạn phải ghi rõ nè, địa chỉ email là email thật, số điện thoại di động là điện thoại bạn đang sử dụng luôn, ngày sinh thì mình ghi là ngày sinh trên số chứng minh nhân dân. Nếu như mà trên số chứng minh nhân dân không có ngày sinh thì mình ghi là ngày 1 tháng 1. Đấy, bạn ghi nè, ngày 1 nè, tháng 1 nè. Đó. Năm 199 mấy đó, hoặc là 198 mấy, tùy theo cái năm sinh của bạn trên đó ha. Ví dụ của mình là như thế này. Đó thì nó sẽ hiện ra. Rồi. À, đây là họ tên trên số chứng minh, xin lỗi, họ tên trên số chứng minh, tức là họ tên của bạn trên cái số chứng minh đó. Rồi, đây là số chứng minh nhân dân hoặc là cái hộ chiếu, hoặc là gọi là cái passport. Rồi, bạn muốn mở thẻ ở đâu thì hiện tại nó cung cấp cho mình là 4 cái tỉnh lớn: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hà Nội. Nếu như bạn ở cái nơi nào gần nhất thì bạn mở thẻ nơi đó. Ví dụ như mình đang ở Sóc Trăng thì mình mở ở chỗ Cần Thơ thì gần nhất, và bạn chỉ việc chạy lên Cần Thơ và mở thẻ thôi. Sau đó bạn click vào tôi đồng ý không phải là người máy và hoàn tất. Sau đó bạn vào mở email ra và xác nhận. Thì sau trong vòng là một xíu hoặc là qua một ngày sau thì bạn sẽ nhận được một cái mail của Timo là bạn đã mở thẻ thành công, nhưng mà bạn phải ghi cái số điện thoại chính xác để bên nhân viên á, họ điện lại để họ xác nhận thông tin một lần nữa, và họ hẹn bạn cái ngày xác định để bạn đi đến cái nơi để mở thẻ. Và thủ tục còn lại á, thì bên Timo họ hỗ trợ cho bạn. Và cái điều đặc biệt khi mở thẻ bên Timo á, nó khác với mở thẻ ngân hàng khác á, là coi như bạn đi vô uống cà phê vậy đó, thì bạn đến thì họ y như là cái nơi bạn mở thẻ đó, y như là một cái chỗ để bạn uống cà phê đó, rất là hay. Hôm đó mình đi và mình quên review lại đó, hôm nào có dịp thì mình đi đến Cần Thơ mình review, mình quay lại cho bạn xem đó. Thì đến thì bạn được phục vụ như là một quán cà phê, bạn được thưởng thức một cái món nước mà bạn lựa chọn này. Hôm đó thì mình đi mình được uống cà phê đó. Rồi sau đó thì nhân viên họ mở thẻ cho bạn, thì trong vòng khoảng vài phút là xong. Đó, rồi họ hướng dẫn cho bạn cài cái ứng dụng Timo trên điện thoại. Rồi sau khi xong, bạn nhận được thẻ xong á, thì bạn được hướng dẫn truy cập và làm một cái tài khoản trên đây.
Thì lúc đó mình làm thì mình được 50 nghìn, nhưng mà hiện tại thì như được 100 nghìn á. Rồi thì có cái thẻ này để làm cái gì? Thì ở đây có rất là nhiều cái tiện ích ha. Đầu tiên đây là cái số tài khoản của bạn này, bạn có thể gửi cho số tài khoản để họ, những người khác, khách hàng hay gì đó, rồi gửi tiền qua cái tài khoản này. Đặc biệt là bạn chuyển tiền bằng Timo qua tất cả các ngân hàng á. À, chuyển tiền ha. Chuyển tiền cho tất cả những cái ngân hàng mà tại Việt Nam á, là không có mắc phí. Đó, tài khoản ngân hàng khác nè. Đó thì bạn chuyển cho những ngân hàng nào đó đó. Tại đây là tất cả những ngân hàng này nè, là không mất một đồng phí nào hết. Đó. Còn cái thứ hai là bạn có thể là dùng cái số tiền trên tay, số tiền nè, bạn có thể là mua cạc điện thoại hoặc là sử dụng mục đích nào đó, như là top up là mua cạc điện thoại nè. Đó. Đó. Bây giờ mình nạp cạc là mình có 50.000 trong tài khoản của mình. Đó, chẳng hạn đây là số điện thoại. Rồi, tiếp theo là ngoài ra ha. Đây là ngoài ra là số tiền bạn gửi vào đây, và cái ngân hàng Timo là bạn đến một cái cây ATM của Timo, sau đó bạn gửi tiền vào đó, không cần đến ngân hàng gửi tiền luôn. Và cái hướng dẫn gửi tiền như thế nào thì nhân viên họ nhắc nhở. Và ngoài ra thì bạn có một số cái lưu ý như thế này, là những cái sản phẩm liên quan nè. Đó thì đầu tiên là khoản vay VPBank, bởi vì đây là ngân hàng liên kết của VPBank. Đó, thì ở đây á, nếu như bạn có nhu cầu mà vay tiền á, thì bạn chỉ cần việc là đăng ký cái hồ sơ tại đây là mức vay bao nhiêu. Đó, cái này là cái mục đích mình vay là cái gì, sau đó thì bạn muốn vay bao nhiêu. Đó, rồi vay trong bao lâu, sau đó bạn gửi vào bên Timo, họ sẽ duyệt hồ sơ, sau đó họ sẽ liên hệ với bạn. Đó là cách mà mình vay tín dụng trên đây, vay trực tuyến, vay tín dụng ha. Và ngoài ra bạn có thể là có rất là nhiều nè, đóng bảo hiểm nhân thọ, bạn có thể là mua bảo hiểm nhân thọ trên đây. Đó. Rồi đây ha. Đó, sử dụng những cái tiện ích trên đây. Nhưng mà một cái mà mình nói đến là cái mức mà mình mở thẻ tín dụng á, đó là cái Timo Mastercard ở đây nè. Đó, đây Timo Mastercard, bạn lưu ý cái Timo Mastercard này ha. Đó, thì hôm đó mình đi thì mình hỏi rất là kỹ về cái dịch vụ này, và nếu như mà bạn hiểu về cái thẻ tín dụng này á thì nó rất là có lợi, bởi vì là khi mà mình sử dụng á nè, nó có ghi sẵn nè, trong 45 ngày thì mình không có cần trả lãi. Đó, và cái mình có thể là dùng cái thẻ tín dụng này để bạn mua trả góp trên Lazada hoặc là trên những cái trang thương mại điện tử á, và trả góp 0%. Và để có cái thẻ tín dụng này á thì có một số cách như sau. Đây nè. Điều đầu tiên á là mở thẻ có đảm bảo, bạn click vào ha. Đây là tài khoản số dư nè. Nhỏ hơn 70 triệu, tối thiểu 20 triệu. Đó, thì ở đây mình nói nôm na cho bạn biết ha, là mình có 3 cách để mình sở hữu cái thẻ tín dụng này. Đầu tiên, cách đầu tiên á là mình có một cuốn sổ tiết kiệm. Ví dụ như bạn gửi tiết kiệm là 50 triệu thì bạn được cấp một cái thẻ tương đương là 50 triệu. Nhưng mà tiền tiết kiệm của bạn sẽ được Timo giữ, giống như là giữ cuốn sổ tiết kiệm á, trong vòng là 6 tháng. Thì sau 6 tháng bạn vẫn được nhận tiền lãi của tiết kiệm bình thường, nhưng mà bạn vẫn được sử dụng cái thẻ tín dụng là 50 triệu ngay luôn. Và sau 6 tháng bạn có quyền là gửi tiết kiệm tiếp hoặc không. Đó là cách thứ nhất để bạn sở hữu ngay cái thẻ tín dụng này với cái mức tín dụng tương đương với cái số tiền bạn mở thẻ tiết kiệm. Ví dụ như bạn mở cuốn sổ tiết kiệm là 50 triệu thì bạn được mức tín dụng là 50 triệu. Còn bạn mở cuốn sổ tiết kiệm là 30 thì bạn sẽ nhận được 30. Rồi tiếp theo, cách thứ hai là bạn đang có một thẻ tín dụng của một ngân hàng khác. Đó, thì cộng lại, ví dụ như bạn đang có hai thẻ tín dụng, cộng lại là cái mức tín dụng là 50 triệu thì bạn sẽ được mở một cái thẻ tín dụng tương đương tại Timo. Còn nếu như mà bạn có một cái thẻ tín dụng của ngân hàng khác với mức tín dụng là 50 triệu, bạn vẫn được mở một cái thẻ tín dụng tương đương là 50 triệu. Đó, thì cái mức tối thiểu để bạn sở hữu một cái thẻ tín dụng bằng cái thẻ tín dụng của ngân hàng khác là mức tín dụng là 50 triệu. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba là một cái cách mà coi như là bạn không cần phải có những cái điều kiện trên, mà bạn có một cái số dư.
số dư trong tài khoản Timo khi bạn mở thẻ trong Timo á, thì đây là một cái y chang như là một cái thẻ tín, một cái thẻ ngân hàng bình thường, bạn có thể là giao dịch bình thường, chuyển tiền bình thường. Và cái điều đặc biệt của cái thẻ này á, là bạn được quyền là chuyển tiền qua tất cả các ngân hàng khác và không mất phí. Đó là cái hay. Còn cái hay tiếp theo á, là sau hàng tháng số dư bạn còn lại trong thẻ là bao nhiêu. Ví dụ như số dư tối thiểu trong thẻ bạn là 2 triệu và nó duy trì trong 3 tháng liên tiếp, thì bạn sẽ được mở một cái thẻ tín dụng là nhân 5. Tức là ví dụ như số dư, tức là họ tính số dư tối thiểu là 2 triệu, dưới 2 triệu thì bạn sẽ không được nhận cái quyền lợi đó. Và cái thời gian là 3 tháng. Ví dụ như bạn giao dịch trên Timo trên cái thẻ này và số dư, ví dụ như tháng này là tháng 9 và hết tháng 9 này số dư trong tài khoản bạn là 5 triệu và đến tháng 10 số dư vẫn là 5 triệu và tháng 11 là số dư 5 triệu, thì bạn được cấp một cái thẻ tín dụng. Cái thẻ này là bạn được quyền cấp và bạn không muốn cấp cũng được. Nhưng mà nếu như bạn muốn cấp á, thì bạn được quyền cấp là cái mức tiền là 5 x 5 là 25 triệu. Đó. Rồi ví dụ như bạn muốn, và tối đa là 100 triệu trên cái thẻ tín dụng này. Nếu như bạn muốn có mức tín dụng là 100 triệu thì bằng cái cách thứ ba này á, là bạn có số dư trong thẻ này là 20 triệu. Số dư trong thẻ không phải là bạn không được dùng nha, số dư trong thẻ là bạn vẫn được dùng bình thường, nhưng mà sau một tháng á, họ tổng kết lại và số dư trong thẻ bạn mà còn tồn động lại bao nhiêu, và cộng với 3 tháng liên tiếp chia cho 3 và nhân với 5 lần thì bạn được cái mức thẻ tín dụng đó. Đó, ví dụ á, ví dụ như này nè, ví dụ cho bạn dễ hiểu ha. Ví dụ để mình vào cái vào đây. Ví dụ ha. Ví dụ như để mình làm chữ lớn. Ví dụ như trong mình có hiện tại là tháng 9 nè. Tháng 9, tháng 10, tháng 11. Trong 3 tháng này mà số dư trong tài khoản của mình là trên 2 triệu tối thiểu hả? Tối thiểu 2 triệu thì mình được cái mức tín dụng là x5. Tức dụng x5. Ví dụ như số dư của bạn là số dư của bạn là tháng 9 là 5 triệu. Rồi tháng 10 là 5 triệu. Rồi tháng 11 là 5 triệu. Thì cộng lại là mình được là 15 triệu, mà mình chia cho 3 thì mình được là 5 triệu. Thì mình nhân với 5 thì mình được cái mức tín dụng là 25 triệu. Đó. Thì sau 3 tháng thì mình được cấp một cái tín dụng là 25 triệu. Rồi, nếu như mà mình muốn có 100 triệu thì sao? À, 100 triệu thì mình phải để trong thẻ của mình là tối thiểu là 20 triệu trong 3 tháng. Lưu ý là số tiền 20 triệu này mình vẫn giao dịch bình thường, nhưng mà tổng kết tới tháng cuối cùng á, tới tháng ví dụ như cuối tháng 9 tổng kết lại số dư mình là 20 triệu. Rồi cuối tháng 10 số dư của mình vẫn là 20 triệu và cuối tháng 11 số dư mình là tối thiểu 20 triệu thì mình được là nhân 5 của 20 triệu này thì mình được là 100 triệu. Đó là cái cách thứ ba, là cái cách mà ai cũng có thể được sở hữu cái thẻ tín dụng này. Cách thứ nhất, để mình nhắc lại cách thứ nhất ha. Cách thứ nhất là mình mở sổ tiết kiệm. Đó. Sổ tiết kiệm này á thì nó sẽ bằng với cái mức tín dụng của mình. Đó. Nhưng mà khi bạn mở được thẻ tín dụng, mở được cái thẻ tín dụng bằng cái sổ tiết kiệm này á, thì là cuốn sổ tiết kiệm được Timo giữ lại trong 6 tháng. Đó. Nhưng mà cái tiền mà lãi tiết kiệm á, lãi tiết kiệm vẫn chi trả ha. Vẫn chi trả bình thường. Cách này á, ví dụ như bạn bạn muốn mở thẻ ngay, nhưng mà ví dụ như
bạn có một cái số tiền mà bạn muốn gửi ngân hàng hoặc là mở thẻ tiết kiệm á, thì bạn mở tại đây thì bạn vẫn được là cái cuốn sổ này, và cái sổ tiết kiệm tối thiểu là hình như là 30 triệu đó. Rồi cách thứ hai nè, cách thứ hai ở đây nè, nó ghi nè nè, sử dụng ngân hàng khác nè. Cách thứ hai là mình có một cái thẻ tín dụng của một cái ngân hàng nào đó. Đó, ngân hàng nào đó với cái mức tín dụng tối thiểu là 50 triệu đó, thì mình sẽ được cấp một cái thẻ tín dụng, thẻ Mastercard. Với mức tín dụng là tương đương 50 triệu đó. Cách thứ ba này, mình quay lại cách thứ hai ha. Cách thứ hai là bạn đang sở hữu một thẻ tín dụng của một ngân hàng nào đó hoặc là các ngân hàng khác cộng lại với cái mức tín dụng tối thiểu là 50 triệu thì bạn được cấp một cái thẻ tương đương, tức là một cái thẻ tín dụng tương đương với cái mức tín dụng đó. Ví dụ như là cộng lại là được 50 triệu thì bạn sẽ nhận được 50 triệu cái mức thẻ tín dụng này. Tức là bạn được hưởng ít một cái thẻ tín dụng khác. Ví dụ như bạn đang có một cái thẻ tín dụng của Sacombank là 50 triệu đó, thì bạn lấy cái thẻ tín dụng đó bạn đến Timo và bạn mở thêm một cái thẻ tín dụng khác thì bạn được 50 triệu, là cộng lại bạn được 100 triệu cái mức thẻ tín dụng này. Và 100 triệu này xài như thế nào thì việc bạn xài ha, mình không biết ha. Đó. Rồi cái cách thứ ba là mình có số dư tối thiểu tồn động trong cuối tháng đó, và sau 3 tháng liên tiếp đó, cái mức xin lỗi, số dư tối thiểu là 2 triệu đồng đó, thì bạn được một cấp một thẻ Mastercard X5 số dư đó. Thì cái này mình giải thích ở trên rồi ha, đó như thế nào ha. Thì ví dụ như bạn mở thẻ trong tháng 9 này thì sau tháng 10, tháng 11, tháng 12 cộng lại, ví dụ như tháng 10 số dư còn lại là 5 triệu trong thẻ, rồi tháng 11 số dư cộng lại là 5 triệu trong thẻ, rồi tháng 12 số dư cộng lại là 5 triệu trong thẻ, thì bạn được mở một cái thẻ tín dụng là X5 số dư, tức là 25 triệu đó, và tối đa là 100 triệu. Thì nếu như bạn muốn có một số dư là nếu như bạn muốn mở một cái mức tín dụng tối đa là 100 triệu thì số dư trong thẻ 3 tháng ít nhất là 20 triệu mỗi tháng. Lưu ý là 20 triệu mỗi tháng chứ không phải là tháng 10 mình 20 triệu, tháng 11 không có, tháng 12 không có thì mình sẽ không được hưởng cái mức mở thẻ đó. Đó, thì ví dụ như tháng 10 thì mình muốn có 100 triệu tín dụng á, thì tháng 10 làm như thế nào, bạn phải có số dư là 20 triệu duy trì tháng 11 và tháng 12 duy trì lại. Đó. Rồi cái cuối cùng là cách để có cái mức tín dụng tối đa. Đó, đây là cách này á. Cách này thì bạn có thể là tin tưởng với nhau. Ví dụ như bạn có một nhóm, ví dụ như nhóm bạn là 3 người hoặc là 4 người hoặc là 5 người gì đó, thì chia ra A nè, B nè, C nè, D nè. Ví dụ nhóm bạn có 4 người và bạn muốn giúp cho, và 4 người này đều muốn có là cái mức tín dụng là 100 triệu để làm một cái gì đó, kinh doanh hoặc là một cái gì đó mình không biết. Thì như thế này, ví dụ như A thì mình sẽ lấy 20 triệu mình chia ra là mỗi người là 5 triệu, A 5 triệu nè, B 5 triệu, C 5 triệu, rồi D 5 triệu. À, để làm gì? Ví dụ như trong 3 tháng đầu tiên thì mình sẽ góp mỗi người 5 triệu cho người A này trong 3 tháng đầu tiên. Ví dụ như, tức là như thế này, à,
A cộng B cộng C cộng D bằng 20 triệu. Đó thì trong 3 tháng đầu đó thì người A này có là 100 triệu. Đó thì tiếp theo mình sẽ lấy cái 20 triệu này của 4 người góp lại. À, tương đương như vậy mình sẽ copy và mình dán cho người B này. Thì người B lại có 100 triệu. Đúng không? Rồi tiếp theo mình lại lấy cái công thức này mình dán cho người C. Thì người C này được 100 triệu và cuối cùng mình dán cho người D thì người D được 100 triệu. Thì sau 1 năm thì A, B, C và D mỗi người đều có 100 triệu mức tín dụng này. Và lưu ý là cách này thì mình giống như là bạn bè hoặc là người thân hoặc là những người nào mà bạn tin tưởng á thì mới làm được. Ví dụ như mà không tin tưởng á thì sợ mất tiền á thì cái này tiền bạc thì nó liên quan đến ảnh hưởng ha. Thì những người mà bạn cảm thấy mà tin tưởng với nhau thì bạn có thể là chơi cách này. Đó thì ví dụ như mình không có 20 triệu trong 3 tháng. Trong 3 tháng thì mình không có 20 triệu nhưng mà mình có 5 triệu thì mình vẫn làm được. Tức là trong 4 người sẽ có một người làm thẻ trước, một người sở hữu một cái thẻ 100 triệu này trước. Đó sau đó thì lần lượt tới người tiếp theo, người tiếp theo và người tiếp theo. Thì lần lượt là các bạn đều có cái mức tín dụng như nhau đó. Nhưng mà cái người ví dụ như trong 4 người ABCD mà người A cần trước thì có thể là cho người A mở cái mức tín dụng này trước. Còn người B cần trước thì cho người B cần trước. Đó là một cái mẹo mà có thể là mình cùng nhau tức là giúp nhau để có một cái mức tín dụng như thế này để mình có thể là làm một cái công việc nào đó. Ví dụ như với 100 triệu thì bạn có thể là làm được rất là nhiều thứ đó. Còn làm như thế nào thì mình không biết ha, bởi vì tiền của bạn thì bạn làm như thế nào mình không biết. Đây là cái cách mà có một sở hữu được một cái mức tín dụng là 100 triệu tối đa từ cái ngân hàng điện tử này. Và nếu bạn cảm thấy cái video này hữu ích thì nhớ like, share và subscribe giúp mình.